Sự dai dẳng của mùa mưa tháng 7 vẫn không làm chùn bước các thành viên của ban tổ chức cho một sự kiện đặc biệt, đó là khởi công và khánh thành cùng lúc 4 chiếc cầu giao thông nông thôn tại huyện Châu Thành, Lấp Vò và Lai Vung. Có được thành công này là sự kết nối, vận động của sư cô Thích Nữ Tâm Thường, trụ trì chùa Quan Âm huyện Châu Thành, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện với Quỹ Từ thiện Cộng đồng DIC Việt Nam, nhóm kết nối yêu thương và cơ quan chính quyền địa phương. Cái cầu này là ngoài cái tầm của địa phương, bởi vì xã Tân Nhuận Đông ở đây thưa với quý vị là cái xã rất là rộng, so với trong huyện là xã Tân Đông là rất là rộng, mà bà con nghèo khó khăn đó, vùng sâu đó là hơn các xã, thì được cái nhà tài trợ kết nối với sư cô Tâm Thường về tới tận nơi vùng sâu này để giúp đỡ cho bà con ở đây được một cây cầu để từng bước á, giao thông dần dần nâng cấp lên, các cái cầu mà khó khăn từ từ cũng là được thuận lợi. Thì chúng tôi hết sức là cảm niệm, trân trọng ghi ân cái tấm lòng, cái công đức của đoàn. Hiện tại ấp Tân Thanh, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, có 9 hộ dân đang bị chia cách bởi sông. Việc nhiệt độ tăng cao đã khiến những con sông khô cạn, gây khó khăn, người dân không thể đi lại. Vì vậy, việc khởi công xây dựng công trình cầu Hạnh Phúc 4 tại ấp Tân Thanh và cầu Hưng Long 4 tại khóm Phú Mỹ Lương, cũng như khánh thành hai cầu DIC số 30 xã Tân Hòa, DIC số 25 xã Long Hậu là một sự kiện quan trọng với bà con nơi đây. Hiện nay thì còn khoảng 19 hộ dân phía trên kia là không có đường đi ra, đi xuồng qua cái mấy cái sông rạch này rất khó khăn. Học sinh học rất khó, thành ra điều kiện mà bà con đây là đa số con em học không hết cấp 3. Hôm nay nhờ tài trợ, nhà tài trợ vô đây ủng hộ được cây cầu tôi quá vui mừng. Khi được cây cầu đi nó thoải mái, để lúc trước đi xuồng đi đồ lội xong không à. Hôm nay nhờ vận động của cô Tâm Thường, vậy mà được cây cầu hôm nay rất xứng đáng, tôi rất vui mừng. Không có gì quý báu hơn, rất thành thật cảm ơn nhiều. Cây cầu mới mang theo khởi đầu mới để các thế hệ học sinh vui tươi cắp sách tới trường, các bậc phụ huynh yên tâm lao động sản xuất và kinh tế địa phương được kết nối phát triển. Đó cũng chính là mong muốn của Phật giáo tỉnh vào xóa đói giảm nghèo khi kết nối bắt nhịp yêu thương xây dựng nông thôn mới.